Đó, bây giờ mình cứ là cái scan cái bằng cái thẻ vô đây nè. Đây có cái thẻ sẵn. Yeah. À, scan vô. Đó. À. Cái đồng nó vô đó. Khi mà mình vô đổ xăng á, không có sướng như ở Việt Nam. Đây là cái chiếc xe điện anh ha. Xe điện. Dạ. Của cô bác với anh chị đó là cái chiếc xe quét đường hiện tại Mỹ. Ở đằng trước thì nó sẽ dùng những cái cây chổi nó tự quét, và ở đằng sau thì nó sẽ xả nước ra làm ướt cái mặt đường để cho đường nó không có bụi á. Qua đây đi xíu ha. Đằng trước là một cái chiếc taxi tự động không có người lái nha. Taxi đó. Anh vừa hồ cứ ngỡ ủa xe cơ xe cảnh sát hả? Nhưng mà không, là ở ngoài vì sao là có một hệ thống cảm biến camera cảm biến á. Đây. Còn dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố San Jose và một hành trình dài từ San Jose đến San Francisco. Đồng hành với Bùi Hồ thì có vợ chồng của anh chị rất là dễ thương, đó là anh Minh với lại chị Mùi. Anh Minh ơi, thì hành trình từ San Jose cho đến San Francisco thì khoảng bao nhiêu km anh Minh ha? Không biết bao nhiêu mà lái xe khoảng 50 phút á. 50 phút. Tốc độ ở đây thì cũng cao á. Ở Mỹ có một điều khá là đặc biệt á, đó là khi mà mình vô đổ xăng á, không có sướng như ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì khi mình chỉ cần lái chiếc xe vô bến bãi của cây xăng thì sẽ có nhân viên chăm xăng cho mình với cái giá tiền của mình để mình đi ha. Còn ở đây thì tí xíu nữa đến cây xăng thì Bùi Hồ sẽ chia sẻ điều này cho cô bác của anh chị biết. Và hiện nay thì Bùi Hồ đang ngồi trên xe cùng với anh Minh nè. Anh Minh, cái giao thông ở đây em thấy thoáng anh Minh ha? Thoáng hơn ở dưới miền Nam. Dạ. Em nhận thấy là việc lái xe ở đây họ giữa phân biệt giữa đường ưu tiên với đường không ưu tiên á rất là gọn gàng. Mình không có sự so sánh, nhưng mà mình nhận thấy á, Bùi Hồ nhận thấy là lái xe ở Việt Nam á thì nó hơi nguy hiểm hơn tí xíu so với ở Mỹ. Ở Việt Nam thì mình cứ muốn chạy chạy. Thật ra thì không biết nó là sao, nhưng mà thì mình nhận thấy sự tham gia giao thông á, hoặc là mình đi ở những cái nước ví dụ như Campuchia hay Lào thì người ta cũng có sự không có bóp còi á, thì ở đây nó cũng ở đây cũng giống vậy á. Và đây là một cái hành trình phía trước nè. Thì chạy một tí xíu nữa đến một cây xăng thì Bùi Hồ chia sẻ cho cô bác với chị biết. Cũng cảm ơn anh Minh với chị Mùi rất là nhiều luôn ha. Rồi, cảm ơn em. Dạ, là vừa chạy bằng điện vừa chạy bằng xăng luôn hả anh Minh hả? Ừ. Sớm trước khi đi Bùi Hồ thấy anh Minh có chạc điện luôn. Đúng rồi. Bao khi nào thì nó chuyển sang chạy điện anh? Hết điện tự động nó chạy qua xăng điện trước. Điện là chạy điện trước. Điện người ta 98% kìa. Vì ở California, tiểu bang California thì đang dần chuyển từ động cơ đốt trong động cơ xăng á sang động cơ điện, đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Rồi nè, sang điện. Bây giờ xuống ha. Xuống thôi. Bây giờ mình cứ là cái scan cái bằng cái thẻ vô đây nè. Đây có cái thẻ sẵn. Dạ. Scan vô. Đó. Cái đồng nó vô đó. Nó giống như thẻ visa của mình vậy ha, đúng không? Giờ nó đang kiểm tra cái thẻ. Dạ. Thẻ visa nhưng mà anh bỏ trong cái phone. Cái mình ở đây là như thế nào ạ? Nè, mình xài loại nào loại tốt nhất. Cái loại chính giữa là cái loại thấp nhất, loại xăng tốt á, là lúc nào anh cũng đổi loại này đó, mình rút này ra xăng 91 giống như là 92 với 95 Việt Nam á. Nè mình bấm này là khi mình lấy này ra mình bấm này là nó biết mình đang xài cái loại này. Bỏ đây nó chạy đầy rồi nó tắt. Đó là phải đổ đầy luôn anh hả? Tùy theo, ví dụ như em không muốn đổ đầy thì thằng này số tiền ở dưới nè. Dạ. Mình có 20 đồng thì mình rút cái máy ra là từ cái tắt. Mình có thể ngoài thẻ ra thì còn có tiền mặt được không? Tiền mặt vô trong kia. Tiền mặt vô trong cách xưa. Dạ, thì giá xăng ở đây như thế nào? Giá xăng thì nó cái mặt nó chút rồi đó.
tiền theo đó, không giá tiền đó. À, có giá tiền ở xa xa đằng kia đúng không? Cột đèn có ngày đầu đường cho nó thấy đó. À, ừ. Nó tính bằng ga lông hên ha. Ga lông. Dạ. Đó, đổ tự động đầy bình xong tự động nó tắt luôn tắt. Ừ. Hay ha. Ừ. Bây giờ anh đang nó đang nghỉ ở đây. Nè. 24 ga lông rồi nè. Ờ à. Cái không cái 24 đồng, còn này 4 ga lông. À 4 ga lông. 5 ga lông. Rồi này 26 đồng rồi nè, đó 27 đồng rồi đó. À. Đó 27 đồng đó, còn phía dưới là cái trọng lượng mình được 5 ga lông, 6 ga lông rồi đó. Cái dung tích của nó. Dạ. Đó trên 31 đồng rồi đó. Đổ đầy bình này là cũng là khoảng 70 đồng á. Đúng rồi, khoảng tại vì anh còn nửa bình. À. Nếu mà đầy bình là cũng khoảng 70 đồng á. Hay ha. Ở Việt Nam, tính ra ở Việt Nam sướng rồi nè. Việt Nam có người đổ. Ở Việt Nam thì có nhân viên đổ luôn, còn ở đây là mình muốn đổ xăng là mình phải tự vô đổ. Đúng rồi, tự vô đổ. Nếu mà làm đó. Ừ. Đây là trong ngày này là để chế hệ thống trả bằng thẻ, còn nếu mà trả bằng tiền mặt thì phải vô trong chỗ tính tiền. Dạ. Yeah. Ừ. Đó ví dụ như em muốn đổ 40 đồng thì 40 đồng em rút cây này ra là nó tắt. À, nếu anh muốn đổ đầy bình. À bây giờ nếu như mà như thế này rút ra là cây xăng nó tự ngắt luôn. Ờ tự ngắt luôn, mình ví dụ như người ta muốn đổ 30 đồng đúng 30 đồng cái tôi rút cái cây này ra là nó chỉ tính 30 đồng thôi. Dạ. Ừ, còn tại vì anh muốn đổ đầy bình đó, đầy bình nó tắt là thấy không, là đúng là 55 đồng 40 sen nè. À. Đó, rồi không tắt đó. Hay ha. Đó, rồi nó hỏi mình có lấy hóa đơn không thì mình bấm chỗ này. Đợi xíu, thank you nè, thấy không? Đó, có lấy hóa đơn không nè? Lấy đóng này in cái hóa đơn ra. Dạ. Còn không lấy thì thôi. Đó. À. Giờ biết vô số tiền nè, thấy không? 55 đồng 48 là bằng cái giá tiền nè. Dạ. Đi 5 lồng một ra, thấy không? À. Đó. Nó đâu ra đó đàng hoàng, nó rõ ràng đó. À, quá tiện lợi luôn ha. Đó, đây là một trong những cái đoạn clip mà phải nói là khá đặc biệt khi mà Bùi Hồ chia sẻ cho cô bác quý anh chị về cái cách đổ xăng của nước Mỹ cũng như là hành trình đi đến thành phố San Francisco để mà tham quan những cái công trình mà được coi là công trình này cũng gọi là kỳ quan của thế giới đúng không anh? Công trình nào? Công trình nữa Golden Gate. Golden Gate là nó là thuộc một trong 7 kỳ quan của thế giới đó. Dạ. Ở đây mà nếu như mà đi xe nha. Theo Bùi Hồ được biết mà đi xe mà không có thắt shop bell như thế này là khoảng 500 đô á. Nên là nữ là đi xe là phải thắt dây an toàn như thế này. Ở Việt Nam thì cũng vậy nhưng mà cái chi phí thì nó rẻ hơn đi xíu. Bây giờ thì các anh em sẽ tiếp tục hành trình ha. Ba người trở lên là đi cái lẹ này. Hai người đó, hai người trở lên chứ, hai người trở lên. Hai người trở lên. Nó có đèn xanh đèn đỏ. Còn qua ra ngoài đây cũng vậy này, ra ngoài này cái len bên kia là dành cho hai người trở lên, cái len bìa bên kia đó là phải hai người trở lên mới chạy được cái len đó. Còn nước không là nó phạt nặng lắm đó. Dạ. Mà nó có camera nó soi là hết. Nó có satellite hết á. Dạ. Satellite hết á. Là anh Minh có chia sẻ như thế này nè cô bác anh chị, ở đây làn đường 1, 2, 3, 4 làn đường, có 4 làn đường ở phía trước mặt của Bùi Hồ nè. Đây là ưu tiên rồi, thấy không? Nếu như mà từ hai người trở lên á thì mình sẽ chạy cái len bìa ở phía bên cặp cái len con lương á, cặp cái con lương bên đây đó, qua cái len vàng này. Dạ. Còn một người thì chạy ở cái len bên đây. Nhưng mà em không hiểu là sao là có một cái quy định nó kiểu tránh kẹt xe đó. À. Cứ cái ta đi chung xe đừng cho đỡ kẹt xe đó. Dạ. Yeah. Đi chung xe đừng nó giảm cái kẹt xe đi, thành ra nó phải cái đường này là nó đặc biệt vậy đó. Có nghĩa là người nào thì cũng có ô tô hết. Nên là nữ hai người mà muốn đi chung xe để cho hạn chế cái chiếc xe anh lưu thông ở trên đường. Đã, thì anh có hai người thì anh ưu tiên được chạy bên kia. Được, chạy bên lên này nè. Dạ. Yeah. Ở đây nếu như mà mình lấn làn thì sao anh? Nó thì nó phạt nặng lắm á. Dạ. Mấy cái này là nó có camera, nó tính tiền, nó gửi về nhà chụp hình. Dạ. Nó về nhà luôn. Ở đằng trước là nó sẽ gửi bia, có camera để nó gửi bia chụp hình đó đó. Hàng nữa thì anh đi coi thấy cái mấy cái bạn đó camera nè, nó chụp cái xe em ngồi trong đây một người là nó dính chấu liền. Chụp nó không cần phải cảnh sát đi coi vậy đó. Anh cứ chạy đi về nhà gỡ bill thì sao? Đó, về nhà gỡ bill nó chụp hình luôn. Nó chụp cái hình xe mình luôn. Dạ. Lúc mấy giờ đồ này kia là tự động không có chối cãi gì được hết á. Nhưng mà camera là tự động nó chụp hết hả? Ừ, nó chụp hết á. Cái bảng đèn trên này thấy không? Cái bảng vàng vàng ở trên này thấy không? Đó, thấy không? Đó. Đó.
cái bảng này anh ha. Đó, cái bảng điện nhảy chớp chớp đó, bảng điện á. Dạ. Giá tiền nó phạt đó, nó không phải giá tiền nó tính đâu. Nhưng mà vậy thì nó thấy em thấy nó cũng hợp lý đúng không? Hợp lý. Không ai ăn, không có ai ăn gian được đó. Mới lớn cái lượng này được. Dạ. Tại vì nếu như mà anh đi ba người ba chiếc xe nữa thì tăng cái lượng xe lên được. Xe lên đúng rồi. Nó dạ. Người ta nó khuyến khích người ta đi chung xe, nếu mà làm chung hãng thì nên rủ nhau đi chung xe. Dạ. Vừa nhanh. Vừa nhanh vừa tiện nữa. Đây đây là đường xá Tây Mỹ nè. Những cái luật giao thông của đường bộ ở của Mỹ thì nó sẽ có nhiều điểm nó mà nó khác so với Việt Nam. Ví dụ đây là cái lane mà nó đã mình thấy nó sự có sự ưu tiên giữa người á, vì hạn chế cái sự lưu thông xe trên đường á, và không có nhiều cảnh sát để mà đứng ở trên đường để mà bấm tốc độ giống như ở Việt Nam. Đúng rồi. Nhưng mà ở đây thay vào đó thì những cái thiết bị máy móc nó sẽ còn tự... cái nữa, ví dụ như nếu mà cái người nào mà đi xe điện á, xe điện thì mặc dù lái một người cũng có được quyền ưu tiên đi lên này dành cho xe điện. Vì ưu tiên xe điện anh ha. Xe điện đó. Nhưng mà cái máy nó vẫn phải phân biệt được xe điện, ngoài Tesla ra thì dòng xe anh cũng là xe điện. Xe điện nó có nó thật, cái thằng nha lộ vận nó cho mình cái tích cờ mình dán vào trước hai bên đầu, bốn cái hai bên đầu hai bên sau à. Là dán tích cờ đó nhìn vô là biết xe điện liền à. Xe anh nó cũng dán này, nó mình xin nó cho nó xe điện là nó cho bốn cái đó đó. Dạ. Yeah. Dán hai cái đầu hai cái sau ra cái máy chụp hình này, là máy chụp hình nè. Yeah. Đó máy chụp hình trên này đó là máy chụp hình đó. Đó trên này là thao máy camera đó. À. Đó là máy đó. Hay ha. Vậy là xe điện thì nó sẽ có dán giống như ở Việt Nam, nó có dán những cái qua những cái trái liền đó. Dạ. Nó tức là nhìn vô là nó biết đó là xe điện. Hay ghê không? Nó biết xe điện liền. Thấy cái lane này đâu ai dám đi qua, không dám qua. Khúc này nó cho hai lane luôn nè. Dạ. Khúc nãy kia lên, khúc này cho hai lane carpool hay là carpool đó. Đây ở dưới đường nó có ghi. Dạ bên đó là chỉ một người thôi. Một người thôi, đâu có qua, đâu dám qua, nó qua cái là trả tiền nặng lắm á. Hay không có bạn gì, rất hay đúng không? Nói chung là đây là một trong những cái thông tin rất là thú vị. Cái thông minh đó. Không ai chạy ẩu được đó. Em thấy bên kia ông kẹt rồi, nó không có chạy chứ nó chạy chậm lắm đó, bên đó là đông quá trời xe đông luôn đó nha. Mình sẽ phân biệt rõ ràng nè. À, là hai lane ở phía bên trong á, ba lane ở phía bên trong thì xe chạy rất là đông và tốc độ chậm. Yeah. Tuy nhiên ở trên xe của Bùi Hồ hiện nay thì có ba người, vợ chồng của anh Minh với lại Bùi Hồ thì được chạy cái lane này. Cái lane này ưu tiên cho cái số người trên xe cũng như là ưu tiên xe cho điện. Xe điện. Nên là nữ là cô bác anh chị sẽ qua đây thì sắm xe điện chạy vô nhanh hơn. Nhưng mỗi sáng anh đi làm một mình anh cũng vẫn được chạy lane này lại xem xe điện. Dạ. Yeah. Sáng anh đi làm một mình á, xem xe mỗi buổi sáng là anh vẫn chạy cái lane này đó. Có cái tích cờ của xe điện. Đó là cái cách mà tiểu bang California chọn cái cách là hạn chế cái khí thải ra cái môi trường đó, nó hạn chế cái carbon. Nó khuyến khích người ta mua xe điện đó. Dạ. Mà hiện nay thì cô bác anh chị ở Mỹ biết là cái dòng xe Tesla thì từ dòng xe động cơ đốt trong mà sang dòng xe điện thì cũng rất là nhiều. Và hiện nay cái chiếc xe mà Bùi Hồ đang đi cùng với Minh nó là vừa chạy điện và vừa chạy xăng. Khi nào mà hết điện thì nó chuyển qua xăng. Chuyển qua xăng. Có điện là nó tự động nó xài điện trước. Vậy thì chạy điện như vậy á anh thì khoảng bao nhiêu km, bao nhiêu miles? Coi như là chạy khoảng 39 miles. Còn với những cái số đầy bình điện á là anh ngày thường là anh đi với về là vừa đủ bình điện á, không cần phải đốt xăng đó. Dạ. Ngày thường đi tới tiệm là chiều đi về đó là vừa hết cái bình điện đó. Mình chạc lâu không anh? Chạc 2 tiếng. Cũng mau. 2 tiếng là nó đầy bình điện. Dạ. Cái bình nó vừa đủ cái dung lượng để chạy đi tới tiệm và chạy về đó. Nó đốt xăng. Hay hơn. Đây là những cái chỉ biết rất là nhỏ mà Bùi Hồ muốn chia sẻ để mình sẽ tìm hiểu thêm du lịch tự túc và tìm hiểu thêm về cái phương tiện như là đường xá ở tại Mỹ. Nhìn anh Minh đây, cô bác của chị tưởng là vô khoảng 42 tuổi à. Ồ,
ơi. Chào khán giả của kênh Bùi Hồ TV nha. Dạ. Bữa nay hân hạnh lắm được em Bùi Hồ ghé thăm đây nè. Đi qua bận lắm đó mà cũng ghé thăm. Không phải nói là hai vợ chồng của anh rất là dễ thương. Khi mà ở Mỹ thì cô bác anh chị biết là cái việc làm thì cái công việc nó không thể nào nghỉ, không thể nào gián đoạn được. Và anh Minh thì có một cái tiệm tóc. Và anh Minh trước khi đi qua đây, anh Minh nói là Bùi Hồ cứ để tóc qua đây anh sẽ hớt kiểu Mỹ cho xanh xanh đỏ đỏ thì cũng được. Còn chị thì làm ở cái công ty hàng điện tử, của làm những cái con chip của smartphone á. Thì ngày hôm nay chị cũng xin nghỉ luôn. Chị nói là hôm nay đi chơi với Bùi Hồ. Anh chị rất là dễ thương. Hôm nay trời quá đẹp nè. Dạ, thời tiết hôm nay đẹp hanh ha. Ừ, hôm nay đẹp nè. Đây là hành trình phía trước đây. Ở thông nếu mà mình đi với lên bên đây là nãy giờ mình còn tú lú dưới kia đó, còn chậm lắm đó, nếu mà lên bên trong đó. Dạ. Thì hôm nay chả ăn con ngon nè. Ở phía trước mặt của cô bác của anh chị đó là cái chiếc xe quét đường hiện tại Mỹ. Ở đằng trước thì nó sẽ dùng những cái cây chổi nó tự quét, và ở đằng sau thì nó sẽ xả nước ra làm ướt cái mặt đường để cho đường nó không có bụi á. Qua đây đi xíu ha. Đây, nó sẽ quét đường như thế này và nó sẽ xả nước ra, nó làm ướt cái mặt đường hả cô bác anh chị, thấy hay không? Hay không? Đây là cái chiếc xe điện anh ha. Xe điện. Dạ. Xe điện đó thì chi phí nó cao không anh? Chạy dây điện kìa, hồi đó giờ chưa đi không biết nữa, rẻ. Ở rẻ. Trên là dây điện đó hả? Dây điện bằng cái dây điện đó. À. Đó đi 2.5 đồng. Dạ. Rẻ lắm, nó đi bằng điện đó, cái dây đó là điện đó chứ nó không có chạy xăng gì vậy đó. Nó cả cho mấy cái dây điện. Nó cả từ mấy dây điện nó đi đó. Cô bác anh chị biết á, chiếc xe đằng trước là một cái chiếc taxi tự động không có người lái nha. Taxi đó. Vừa hồ cứ ngỡ ủa xe cơ xe cảnh sát hả, nhưng mà không, là ở ngoài vì sao là có một hệ thống camera cảm biến á. Đây còn ở đằng trước đều có camera, và ở trên chiếc xe là không có người nào lái được á, không dám ngồi đâu. Ngồi nó mất điện chạy đi đâu luôn không biết. Bây giờ đèn đỏ nó đang ngừng ở kia nha, và xe này là xe tự động nha. Ở xe không người lái. Cho anh ngồi, anh cũng không dám ngồi nữa. Cái điện nó mát, nó chạy đi đâu mà không biết nữa. Ở trên nó có người đi bộ, nó có camera trên. Nó thấy là có một người đi bộ á. Bây giờ nó camera ở trên là nó thông báo cảm biến là có người đi bộ rồi. Đó kìa, nó có hình có người đi bộ hay không? Đâu hình đâu anh không thấy. Trên cái đầu xe đó anh. Có người đi bộ nó hiện lên đó hả? Tao chụp hình kìa đó. Tôi tới tao chụp hình á. Không có tài xế ha. Không có tài xế. Tao chụp hình kìa. Và thậm chí người Mỹ vẫn còn chụp hình chứ chiếc xe đó.